Cô chú anh chị và các em khỏe không? Lần đầu tiên Thảo đến nhà hàng Hoa Đăng á, thấy có nhiều món chay đẹp lạ ăn cũng được nữa, nên sẵn dịp quay phim cho bà con cô bác coi, để có ăn chay thì đến đây thử nha. Rồi đi vòng vòng San Jose đến các quán ăn mua đồ ăn chung với gia đình Thảo ha. Dạ. Dạ. Đi liền, mấy chị mấy anh ở đâu? Ở Úc Linh. Đi xuống đây mua hả? Cái tiệm này ngon lắm á. Bữa nay ngày sinh nhật của cha. Happy birthday chế. Rồi, cảm ơn. Bữa nay sinh nhật nè. Cô mua bánh tặng đó. Dạ. Chú chế sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Rồi, cảm ơn. Trời ơi, đi về Việt Nam coi hết trơn mấy gì ghé đâu cái gì cũng coi hết trơn. Mê lắm á. Dạ. Cảm ơn gia đình ủng hộ. Ha, bữa nay lên đi chơi hả? Ở đây nè, ở đây sao nhà dưới đây? Ở đây mà. Dạ. Ủa ở đây chứ không phải nằm cali sao? Không, ở xuống dưới đó chơi. Dạ mới về. Mới đi lót rồi đi về á. Dạ. Cháu đây nhìn được. Cái này đi về á. Bên chồng. Dạ. Nhìn ra đó thôi á. Dạ. Em ở sau này. Cảm ơn cô Thảo. Dạ chúc gia đình luôn khỏe. Cảm ơn nha. Dạ. Đi ra mua bánh sinh nhật không có quay mà mấy chế mấy anh nói quay đi lâu lâu ở xa tới có nước mía nữa. Chế mua mới biết đó, chứ hồi lúc trước giờ đâu biết ở đây có nước mía. Ngon hả? Để mua mấy ly. Dạ ba gia đình vui quá, lâu lâu vui. Dạ đúng rồi. Bữa nay đi ra gặp mấy anh chị ở xa tới vui. Đây mấy chị. Lần đầu tiên gia đình Thảo với gia đình của Nhân nè đến cái nhà hàng chay Hoa Đăng ở ngay chỗ đường Capitol nè. Thì ở kế bên ở Thiên Long á, trong cái khu Paloma nè, ở đường Silver Ridge với lại Capitol đó. Khu mà có phở tàu bay đồ luôn đó. Cái nhà hàng này bìa hết trơn. Rồi nhìn qua kia là Target. Dễ ha, dễ tìm ha. Rồi đi vô nè, ăn chay. Để cho bà con cô bác khắp nơi mà có ăn chay đến đây tìm được nhà hàng chay ha. Hoa Đăng. Ở trong nhà hàng cũng đẹp lắm. Vô mình review món ăn coi sao ha. Trước xuống sau nè, có mấy cái bàn nè, rồi phía sau cũng dài dài, dưới cũng còn bàn ở phía sau nữa. Giờ mình đi gọi đồ ăn ha. Cái tên thôi, cái tên tiệm á. Rồi đây có nhiều món lắm nè. Đồ chay hết á, tất cả đồ chay không có gì. Tiệm chay mà. Thường á, ở đây là khoảng 15 đô món. Còn cái phần lớn bự á, thì 20 mấy đô. Khoảng có mấy cái món thì 10, khoảng 12 đô. Đó, nhiều luôn. Quá trời luôn, có cơm nữa ha. Có cơm nữa đó, cơm mà ăn gia đình nữa. Rồi, nước uống luôn. Mời cả nhà dùng ăn tứ vị. Cái đó này ăn phở nè. Bánh hỏi chả cá hả? Nhìn lạ ha. Nhìn lạ. Cái này là cơm chiên cá mặn. Không hết đâu. Ăn xong. Nhiều quá luôn, ăn không hết. Đó, quá trời quá đất. Cái này là món gì nữa? Tái riêng nữa con. Tái riêng nữa hả? Tái nạm. Cái này là phở chay.
một bàn ăn thịnh soạn luôn. Cảm ơn hai đứa, bữa nay ăn quá ngon luôn rồi nè. Có gì mới cảm ơn được. Cảm ơn con. Dạ. Tự nhiên cái chú ra tặng cho một dĩa. Này là tôm sa tế. Tôm sa tế chú tên gì chú? Dạ. Chú danh nhà này, nhà hàng này của chú hả? Cửa coi vậy đi. Cửa coi vậy đi, coi vậy đi. Cảm ơn chú Danh. Dạ, cảm ơn chú Danh. Mình được thưởng ké. Mới nói Vincent á, bữa nay đi ăn vui quá, vừa được đi ăn với hai đứa cháu mà được tặng đồ ăn nữa. Hạnh phúc ha. Bữa nay quá hạnh phúc luôn. Cái này là món được tặng. Nhà hàng Chai Hoa Đăng này á, nằm trong cái khu ẩm thực này, cũng nhiều tiệm dữ lắm. Thảo cũng đi quay hoài đó. Ngoài ra còn có mấy cái tiệm bán đồ to go nữa, đồ chai, đồ mặn, đồ cũng có luôn. Có nhiều bà con thích Thảo quay đồ ăn á, nên Thảo quay đồ ăn. Cái chị chủ nói quay hàng chè kìa, nhưng mà bữa nay bận quá nên thôi, bữa nào quay hàng chè sao. Rất là nhiều món chè, đồ ăn nhiều lắm luôn. Nhiều bà con á nói lâu lâu Thảo đi review đồ ăn ở miền Bắc California. Thảo là mới đi miền Nam về, ở dưới đó cũng có nhiều đồ ăn, nhiều món lạ hơn đây. Như ăn bánh xèo thì cuốn bằng bánh tráng. Còn ở đây thì sáng người ta bận rộn đi làm á, cái hay vô họp về sẵn. À, có đồ chai, đồ mặn luôn. Tiệm này làm tàu hũ. Tàu hũ bên đây nè. Tàu hũ nè. Cái này chắc xả ớt ha. Làm hộp sẵn vậy đó. Rồi có bánh chuối chiên nữa nè. Bánh chuối chiên rất là ngon. Giòn lắm á. Chuối chiên. Bánh cống nữa à, cô nói là có bánh cống nữa nè. Chia bánh cống sẵn bán luôn. Thôi giờ Thảo đi đưa nhỏ đi Boy Scout nha. Nhỏ định nghỉ mà mấy trưởng kêu vô lại. Chị chủ kêu nói quay hàng chè đi, Thảo qua Thảo quay một cái cho bà con coi à. Có xôi nhiều lắm á, đủ loại xôi hết. Rồi có cái này là bánh tằm nè. Bánh tằm rất là ngon luôn. Xôi thì đủ màu sắc hết. Xôi dừa, cốm dẹp à, chè, xôi bắp, xôi khúc, các loại chè. Chè nhiều lắm luôn. Mấy món này Thảo chỉ nhìn thôi. Thôi chè đậu xanh nè, ngon không? Rồi có chè ly nữa. Chè đá, chè nước đá. Rồi ở đây có làm bánh. Bánh gì ta? Nè à, Thảo nãy Thảo có mua bánh ướt. Rồi thôi đi vòng quay cho bà con cô bác coi. Tiệm tàu hũ rồi bán đồ chai, đồ mặn ở đây luôn. Đức Phương Tofu ở nằm trong khu cái gì ta, khu cái bên Nhật Thành á. Cái này là gần bún mắm Hà Tiên rồi quán Quế đồ nè. Để Thảo coi lại địa chỉ nha, không nhớ, lâu lâu đi không nhớ. À, khu Paloma ở đường Silver Ridge với lại đường Capital á, ở gần Target đó. Thôi quay về cho bà con cô bác nhớ luôn. Giờ đi qua lấy một cái gỏi kết rồi. Dạ. Với lại một cái xôi nước đi chị. Chè xôi nước. Chè xôi nước hả? Dạ. Lâu lâu á Thảo quay ẩm thực cho bà con cô bác coi. Ở San Jose cũng có đông người Việt nên đồ ăn rất là phong phú đa dạng. Mình không có lo là không có các món của người Việt. Thái mới trúng số nên giờ chuyển qua chơi golf. Trúng số rồi, giờ thành đại gia. Đại gia. Được không, được không?
có điểm rồi, thấy dính cái nữa là vô rồi đó. Ờ, giữ dằn nha. Rồi xa vậy mà đánh vô được ha. Thái đánh vô được không Thái? Ừ được. Vậy là tính điểm sao ta? Người nào đánh nhiều cơ hơn là thua. Giống như đánh đánh xa có tính không? Có chứ. Xa vô nhiều điểm hơn phải không? Dạ. Đấy. Tập thể dục được. Bữa nay Thảo lên thăm Nhân nè. Rồi mới xây cái giường nên lên chia sẻ cho bà con cô bác thấy. Làm cái giường cũng vui. Có nhóc nhỏ đó cho ra ngoài đây chơi. Kiểu giường Nhật mà có sân góp nhỏ nhỏ luôn. Tối thì có đèn mở lên cũng đẹp. À, để cho hai ông coi đi, mình đi quay cái giường chút nha. Có chiếc cầu nhỏ nhỏ. Bữa nào Thảo về chỗ nhà Thảo cũng làm cái cầu này coi. Tại Thảo cần có một đường nước cho nước chảy đó. Quan trọng là nhà kế bên có cái cây ngộ lắm. Cái táo tàu mà nó có chút xíu à. Nó khác cái loại táo tàu nhà Thảo luôn. Cái loại này táo nó nhỏ xíu tròn. Còn của Thảo trái gấp đôi cái này mà nó dài. Ngộ, ngộ, ngộ ha. À. Trái cũng nhiều lắm. Của nhà hàng xóm. Hàng xóm của Nhân. Nói chung là thích cái giường mới làm đẹp lắm. Táo này cô chú anh chị và các em biết chắc biết nè, táo này kêu bằng táo dại ha. Khi mà mình mua cái cây á thì loại người ta hay ghép mấy cái loại tốt quá lên cái thân cây này nè. Tại thân này nó mọc mạnh dữ lắm luôn, nó sống khỏe lắm. Táo dại á nó sẽ mọc lên từ cái rễ á. Rồi chắc người ta để luôn nè. Táo nhỏ xíu à. Bữa nay cảm ơn cô chú anh chị và các em cùng đi review nhà hàng chay chung với Thảo nha. Rồi đến nhà của Nhân chơi nữa. Nhân rất là quý Thảo, kêu Thảo bằng cô không à, mà hay cho anh Thái xương rồng lắm. Chúc bà con cô bác có những giây phút thư giãn vui vẻ nha. Hẹn gặp lại trong video mới của gia đình Thảo. Tạm biệt cô chú anh chị và các em.